Xin chào các bạn, hôm trước mình có hướng dẫn các bạn cách hoàn thiện cái hồ sơ của cái app đào Bondex để chúng ta có thể nhận được cái Aerob trong cái đợt Aerob Season 1 này. Thì có một cái điều mà với những anh em tham gia các cái dự án Aerob cảm thấy rất là lăn tăn, việc là các bạn phải hoàn thiện với việc là phải có ít nhất 3 cái rep đào Bondex của các bạn hoàn thiện cái hồ sơ giống như bạn thì mới được tham gia vào cái vòng Aerob này. Thì thực tế rất nhiều bạn gặp khó khăn khi mà các bạn ấy đào solo một mình. Đây, khi mà các cái hội nhóm đào coin có chia sẻ rằng cái việc là ai đó đào Bondex làm sao có thể mời được 3 người để có thể hoàn thiện được hồ sơ, bởi vì là các bạn ấy cũng toàn solo. Đây, có rất nhiều các cái bình luận tương tự như cái bạn mà đăng cái bài này lên. Thì một cái việc mình nghĩ là các bạn có thể hoàn toàn làm được, gia đình các bạn có, mình nghĩ là ít nhất phải có hơn 3 người, bố mẹ, anh chị, vợ con đó, thì bạn hoàn toàn có thể tạo lập những cái tài khoản cho những người thân của bạn để hoàn thiện được cái mục số 3 này để có thể nhận được airdrop của cái sàn Bondex đấy. Thì chúng ta cùng chờ đợi những kết quả tích cực từ dự án Bondex, từ airdrop Bondex các bạn nhé.